Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cập nhật đầu giờ. Tối ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp ông François Quillandre, thị trưởng thành phố Brest, Pháp đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Brest do ông François Quillandre, thị trưởng thành phố dẫn đầu, ông Lê Hoàng Quân cho biết, từ đầu năm đến nay, tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Bên cạnh đó, trong những năm qua, các hoạt động đầu tư, thương mại, giao lưu trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Pháp cũng diễn ra hết sức sôi động và hiệu quả. Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ, chuyến thăm của đoàn lãnh đạo thành phố Brest đến Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp cũng như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Brest. Hội thảo tối ưu hóa việc sử dụng FTA do cơ quan xúc tiến ngoại thương Nhật Bản JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 6 đã đề cập đến lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam khi hiệp định thương mại tự do được ký kết và việc các doanh nghiệp áp dụng các hiệp định tự do sao cho hiệu quả. Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam cũng như những chuyên gia đến từ Nhật Bản đã đánh giá về xu hướng của các hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam, lợi ích của hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP đối với ASEAN, trong đó có đề cập đến chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan nhà nước phụ trách về vấn đề này tại Việt Nam hiểu biết thêm về hiệp định thương mại tự do sẽ được ký kết trong tương lai. Cũng tại hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các hiệp định thương mại tự do, việc sử dụng. Tối ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G8 đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Lap Iner ở Bắc Ireland, Vương quốc Anh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ngày 17 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G8 khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Lap Iner ở Bắc Ireland, Vương quốc Anh. Với một chương trình nghị sự đầy tham vọng tập trung vào nỗ lực vực dậy nền kinh tế toàn cầu đang lâm vào suy thoái. Phiên thảo luận chính thức cũng như các cuộc gặp song phương bên lề về hàng loạt những vấn đề nóng của toàn cầu hiện nay đã phần nào phản ánh những mâu thuẫn và chia rẽ giữa các nước lớn. Bất đồng về chính sách đối với Syria mà câu hỏi lớn nhất là liệu có nên vũ trang cho quân nổi dậy ở quốc gia Trung Đông này hay không đã phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh G8 năm nay. Ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tại Bắc Ireland trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G8. Gặp nhau ở Bắc Ireland lần này, các nhà lãnh đạo G8 không chỉ bàn về vấn đề kinh tế, cuộc nội chiến ở Syria cũng được đưa vào trong chương trình nghị sự, trong bối cảnh Nga và nhiều nước phương Tây bất đồng về cách tiếp cận để giải quyết tình hình xung đột tại Syria hiện nay. Mỹ, Anh và Pháp đã không giấu giếm ý định gây sức ép với Tổng thống Vladimir Putin để Nga phải thỏa hiệp và điều chỉnh chính sách theo hướng cứng rắn hơn với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán rằng hội nghị lần này sẽ khó tạo được bước đột phá nào do khoảng cách bất đồng khá xa giữa Nga với các nước phương Tây. Cũng trong ngày 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nền hòa bình tại Bắc Ireland sẽ là mẫu hình cho những người dân đang sống trong các khu vực xung đột trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nền hòa bình tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này có thể bị đe dọa và thử thách. Phát biểu trước các sinh viên tại thủ phủ Belfast khi tới Bắc Ireland để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G8, Tổng thống Obama đã kêu gọi hai cộng đồng người Thiên Chúa giáo và Tin lành đối địch ở Bắc Ireland hòa giải và cùng chung sống hòa bình. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo có thể đàm phán hòa bình, song tương lai hòa bình lại phụ thuộc vào người dân. Các bạn là những người đầu tiên trên mảnh đất này được thừa hưởng nhiều thứ hơn so với những quan điểm cứng rắn và định kiến quá khứ. Chính các bạn nắm giữ sự thay đổi. Liệu bạn có thể trở thành người hàng xóm tốt của nhau? Liệu bạn có sẵn sàng để con cái mình chơi với những đứa trẻ theo đạo khác? Liệu bạn sẵn sàng tuyên chiến với bạo lực và hận thù? Tất cả điều đó phụ thuộc vào bạn. Các điều khoản hòa bình có thể được các nhà lãnh đạo đàm phán, nhưng tương lai hòa bình lại phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Ngày 17 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc đối thoại chiến lược về vấn đề Triều Tiên tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 6 tới.
Bà Hoa Xuân Oánh tái khẳng định chủ trương của Trung Quốc phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và cam kết giải quyết hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn. Ngoài ra, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên. Tại cuộc hội đàm quan chức ngoại giao Trung Triều sắp tới, hai bên sẽ trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trước đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa đề xuất các cuộc đàm phán cấp cao với chính phủ Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng và duy trì hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Washington đánh giá cao đề xuất này, song nêu rõ các cuộc đàm phán như vậy phải thực chất và dựa trên việc tuân thủ các bổn phận. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cập nhật đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin đầu giờ tiếp theo.